Thưa toàn thể anh chị, hôm nay em sẽ làm một video với chủ đề là tại sao khi thị trường chứng khoán Mỹ giảm mạnh mà thị trường chứng khoán các nước khác thì cũng trao đảo theo, và cái phần cuối thì em sẽ áp dụng đối với thị trường chứng khoán Việt Nam để chúng ta có cái nhìn một cách khách quan đối với thị trường chứng khoán Mỹ và về áp dụng với thị trường chứng khoán Việt Nam để giúp chúng ta kiếm được cái lợi nhuận, phòng tránh được các cái rủi ro lớn từ những cái bất ổn và khủng hoảng trên thị trường thế giới. Ở đây thì em cũng đã làm một file quote nhỏ nhỏ giải thích lý do tại sao và có các cái số liệu chứng cứ cụ thể liên quan đến cái vấn đề này. Thì đầu tiên ý, thì ta phải hiểu là Mỹ có một mối quan hệ thương mại đa phương song phương với rất nhiều nước trên thế giới. Đấy, thì thưa anh toàn thể anh chị, là trong cái thời đại ngày nay nó là cái thời đại hội nhập, thì khi mà cái thế giới nó càng ngày càng phẳng ra, phẳng ở đây là gì, là sự kết nối liên thông giữa các đất nước một cách diễn ra rất là dễ dàng qua hệ thống internet. Thì nền kinh tế toàn cầu đang được kết nối với nhau ngày càng chặt chẽ hơn và có mối quan hệ ngày càng là thân thiết. Biểu hiện đây là các cái hiệp định thương mại, mậu dịch tự do được ký kết và thực hiện rất là nhiều. Điều đó thì cũng đã làm cho nền kinh tế các nước gắn kết phụ thuộc lẫn nhau theo cái mô hình mạng lưới. Do đó khi Mỹ có cái sự kiện biến động lớn xảy ra như là khủng hoảng, chiến tranh, dịch bệnh, thì tất cả các cái nước mà có mối quan hệ với Mỹ thì đều bị ảnh hưởng theo. Thì anh chị cũng có thể thấy đây chính là một cái biểu đồ, đây chính là cái biểu đồ. Các cái nước mà có mối quan hệ thương mại với cả Mỹ, anh chị thấy hầu hết là tất cả các nước ở trên thế giới. Ở châu Mỹ thì có Canada, Mexico là hai đối tác thương mại rất là lớn. Ở châu Âu thì có Đức này, rồi Anh này, Netherlands này, đúng không ạ? Rồi ở châu Á thì có Trung Quốc, Hàn Quốc này, Nhật Bản này, Việt Nam này, các nước ở Đông Nam Á, Ấn Độ này, vân vân. Đấy, thì anh chị cũng có thể thấy là đây là thể hiện là gì ạ? Rất nhiều nước là đối tác thương mại và có mối quan hệ thương mại đa chiều song phương với Mỹ. Thứ hai, chúng ta cũng có thể thấy là lý do vì sao thị trường chứng khoán Mỹ nếu mà giảm mạnh thì thị trường chứng khoán các nước khác cũng bị chao đảo. Thì ở đây chúng ta phải hiểu là đó chính là Mỹ đang thâm hụt thương mại rất nhiều với các nước trong cái đối tác thương mại. Thì ở đây thì cũng có một cái biểu đồ, em tiếp tục là có một cái biểu đồ rất là hay thể hiện là cái sự thâm hụt thương mại của các cái nước khác trên thế giới đối với cả Mỹ. Thì các cái nước này có một cái độ thâm hụt thương mại theo sự biến động từ nhỏ đến lớn phụ thuộc vào cái mức độ quan hệ thương mại. Lớn nhất ở đây thì chính là Trung Quốc. Anh chị có thể thấy là Trung Quốc là thâm hụt thương mại, đây là cái biểu đồ số liệu là năm 2015. Đấy, thì chúng ta từ cái biểu đồ số liệu này thì chúng ta có thể thấy là Mỹ đang thâm hụt với cả hầu hết tất cả các cái quốc gia như là Mexico, Trung Quốc, Ấn Độ, Canada, Đức và rất nhiều các cái nước khác. Ở đây thì có một cái số liệu khác thì anh chị cũng có thể xem, đó chính là cái biểu đồ thể hiện sự thâm hụt thương mại. Thì anh chị thấy là càng ngày Mỹ cái độ thâm hụt thương mại càng giảm mạnh, đúng không? Càng giảm mạnh, ở đây giảm lên là theo chiều âm, tức là cái độ thâm hụt thương mại càng lớn. Đấy. Thì ở đây thì có một cái số liệu là thâm hụt thương mại ở Mỹ thì vẫn ở cái mức kỷ lục khoảng 89,18 tỷ USD vào tháng 2, riêng tháng 2 năm 2022, và so với 89,22 tỷ USD trong tháng 1 thì do có nhập khẩu tiếp tục tăng cao trong bối cảnh nhu cầu mạnh mẽ và giá dầu tăng. Nhập khẩu thì tăng 1,3% đạt cái mức cao kỷ lục mà 317,8 tỷ USD nhờ các lô hàng dầu thô hóa chất khác và các sản phẩm dầu mỏ, dầu nhiên liệu và tư liệu sản xuất cao hơn. Ngoài ra, nhập khẩu dịch vụ tăng lên mức kỷ lục là 51,6 tỷ USD với khoảng một nửa trong số đó đến từ phí sử dụng sở hữu trí tuệ do phí bản quyền phát sóng Thế vận hội mùa đông tạm thời tăng lên, vân vân. Thì anh chị có thể thấy là qua nhìn cái biểu đồ là chúng ta thấy là Mỹ càng ngày càng bị thâm hụt rất là nặng nề, và đây là cái biểu đồ mà 5 năm gần nhất anh chị thấy là cái độ thâm hụt càng ngày càng lớn, đúng không ạ? Và với cái sự hội nhập và phụ thuộc kinh tế lẫn nhau ấy, thì đã phân tích ở cái ý một thì căn cứ vào cái giá trị thâm hụt thương mại giữa Mỹ và các nước trên thế giới, thì chúng ta có thể thấy rằng là Mỹ đang là một ông chủ của thế giới khi đang tạo điều kiện cho các cái nước khác đến kiếm tiền và lấy được rất nhiều tiền từ Mỹ mang về thông qua cái việc là xuất siêu rất là lớn hàng hóa sang Mỹ.
Ở đây thì em có một cái bảng là các cái nước mà xuất khẩu lớn nhất tới Mỹ, thì đây anh chị có thể thấy là Trung Quốc này, Mexico này, đúng không ạ? Canada, Nhật Bản, Đức và Việt Nam chúng ta cũng đứng trong top 10 với giá trị là 108 tỷ năm 2021. Đây chính là cái danh sách anh chị có thể quan sát là Trung Quốc này 541 tỷ 2021, Mexico là 388, Canada 363, Nhật Bản, Đức, Việt Nam là 108 thì cũng nằm trong cái top. Do vậy thì khi thị trường chứng khoán Mỹ bị ảnh hưởng liên quan đến kinh tế thì chắc chắn rằng là những cái nước hiện tại đang làm giàu nhờ Mỹ thì chắc chắn là sẽ bị ảnh hưởng. Vì khi mà Mỹ nghèo đi hoặc là Mỹ bị vỡ nợ hoặc Mỹ không đủ điều kiện để tiếp tục có thể duy trì một nền kinh tế khỏe mạnh ổn định nữa thì chắc chắn rằng những cái nước mà đang dần dần phụ thuộc rất nhiều vào Mỹ thì sẽ bị ảnh hưởng rất nặng. Việt Nam chúng ta ấy, thì cũng thuộc các top có tỷ lệ xuất khẩu sang Mỹ rất là cao, và cái tỷ lệ thâm hụt của Mỹ với Việt Nam anh chị có thể thấy là năm ngoái, đúng không? Mỹ đang đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi thao túng tiền tệ, tức là cái giá trị mà xuất siêu Việt Nam là quá 2 tỷ USD. Thì chúng ta cũng phải cảnh giác rằng nếu tỷ lệ này mà quá lớn thì sẽ gây ảnh hưởng tới Việt Nam. Thì chúng ta có thể quan sát là ở đây chính là cái bảng thể hiện những cái số liệu liên quan đến các cái mặt hàng mà chúng ta xuất khẩu sang Mỹ. Đấy. Xuất khẩu sang Mỹ thì nhiều nhất là thiết bị điện tử này, đồ nội thất này, rồi nhà tiền chế này, máy móc này, lò phản ứng hạt nhân, nồi hơi này, các sản phẩm may mặc, may mặc đúng không anh chị? May mặc rất là nhiều, giày dép, đấy, chất dẻo cao su, vân vân rất nhiều. Đấy, chính vì vậy thì chúng ta có thể thấy là nền kinh tế Việt Nam đang là gì, đang chịu ảnh hưởng bởi nền kinh tế Mỹ. Một là lý do là chúng ta xuất khẩu rất nhiều sang Mỹ, thứ hai là sự hội nhập. Ở ngoài ra thì các cái hiệp định thương mại tự do ký kết giữa Việt Nam và Mỹ năm 2000 anh chị nhé, có hiệp định thương mại giữa Việt Nam và Mỹ, anh chị có thể là lên Google và anh chị gõ ra, search ra đấy, thì gần như là chúng ta cũng có chịu tác động từ Mỹ nếu nền kinh tế Mỹ và thị trường chứng khoán Mỹ bị sập mạnh hoặc là bị chao đảo. Ở đây mình không muốn nói là thị trường một cách là xấu hay là tiêu cực, nhưng mà chúng ta có thể thấy là cái vấn đề thâm hụt thương mại giữa Mỹ và các cái nước trên thế giới hiện tại đang gia tăng rất là lớn. Đây cũng chính là cái mối lo và mối nguy của mình. Nếu mà một ngày nào đó Mỹ vỡ nợ, Mỹ không thể trả được các khoản nợ, và trong khi đó là giá trị thâm hụt thương mại đang lên rất cao, thì chắc chắn rằng sẽ có khủng hoảng kinh tế xảy ra. Cái này thì mình cũng chưa rõ là cái thời điểm nào, vì phải căn cứ vào rất nhiều số liệu khác như là tỷ lệ nợ trên GDP này, nợ công này, nợ tư nhân này, rồi chính sách nhà thuế này, rồi phần tăng lãi suất của Fed sắp tới này. Thì mình sẽ làm một cái bản word cụ thể nên sau này sẽ gửi tới anh chị sau. Thì trước mắt là hôm nay cái video này em sẽ làm để cho anh chị nắm được là tại sao thị trường Mỹ giảm điểm thì thị trường chứng khoán các nước khác cũng giảm, và ứng dụng với Việt Nam thì chúng ta cũng thấy là khi chúng ta xem kết hợp với biểu đồ thì sẽ được một bức tranh toàn cảnh. Thì mỗi lần thị trường chứng khoán Mỹ giảm mạnh đấy, do dịch Covid đúng không ạ, đấy, sau thì thị trường chúng ta thì cũng bắt đầu bị ảnh hưởng rất là lớn theo, và gần như nó đồng pha chị, gần như đồng pha. Mỗi lần thị trường Mỹ giảm mạnh, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng cũng tương tự như vậy, không giống 100% nhưng phải đến 80% là tương tự. Cái đợt gần đây nhất thì anh chị cũng có thể thấy là thường ấy, thị trường chứng khoán Việt Nam chúng ta trễ pha hơn một chút nhé anh chị nhé, trễ pha hơn một chút so với thị trường Mỹ. Đó. Thì từ những cái biểu đồ và từ những cái phân tích như trên vừa rồi ấy, thì chúng ta khi nghiên cứu về thị trường chứng khoán Việt Nam chúng ta vẫn phải để ý thêm thị trường chứng khoán thế giới, và đặc biệt phải tập trung vào thị trường chứng khoán Mỹ, vì đây là một đối tác thương mại cũng rất là lớn đối với Việt Nam. Và nếu mà Mỹ xảy ra suy thoái, nếu thị trường chứng khoán Mỹ sụp đổ, xảy ra khủng hoảng kinh tế thì chắc chắn rằng là chúng ta phải có kế hoạch trước để chúng ta chủ động có thể rút lui ra khỏi những cái thị trường rủi ro như là chứng khoán, để vào các cái sản phẩm an toàn hơn như là kênh tiết kiệm và kênh kênh vàng. Cuối cùng thì em xin kính chúc anh chị là
đầu tư một cách có hiệu quả, áp dụng được những cái kiến thức mà em đã chia sẻ hướng tới anh chị like, subscribe để em tiếp tục có những động lực chia sẻ anh chị trong thời gian tới. Em xin chân thành cảm ơn hết.